vai. Na hora da tua mãe. Xong rồi, live stream tôi lại live để làm loại này nữa đúng không? Hát nhạc à? Kiểu như này đúng không? Để xéo xéo á. Thôi, biết. Sao ai bình luận là như nào? Bình luận như nào? Vừa live stream bác vừa hỏi bữa luôn. Lại vào xem mà không mua. Giờ này là không phải ăn nữa đâu Ngọc ạ. Giờ này uống rượu. Xem mà không mua, không nên xem. Bốc đi, ăn đũa làm gì? Đâu, có cái này. Này cầm lấy mai trên giường. Có giá thì mai ăn. Mèo đi kiếm đồ ăn. Hết trà này về chứ. Này nhưng mà không thấy rượu. Bọc không á, bọc á, nặng quá. Gậy đấy. Thôi, gậy rồi. Đến sao lưng này. Uống nước gạo à? Đứng rượu quá. Uống hết chỗ rượu rồi về. Ông Quang, bà Ngọc bảo ông Quang có quay uống rượu không? Ông em ơi, lắc chưa? Đi về hơi lắc rồi rót vào đây mà. Chào thầy nhá. À đấy. Thầy ăn nha. Thầy không uống được rượu thầy vào đây thì thôi đang lại. Làm ơi qua đây uống rượu không? Vào đây. Lạnh á. Qua luôn anh ơi. Và em đợi em vừa ngồi xong rồi. Cánh vịt anh ơi. Thắng không có biết uống rượu đâu mà em sang đấy làm gì anh? Có anh uống được thì em rủ chứ ông Thắng không biết uống đâu mà. Mà chị mở. Tao không chào đi, không có bỏ đi. Bà uống không mà ra qua đây. Mai mang rượu đến chỗ mà dạy học ấy. Được chưa? Phát chưa? Dù học sinh uống. À, bây giờ phát trực tiếp ạ. À. Anh tap đi. Qua đây cho ăn no về luôn đưa làm gì. Chú bạn, bây giờ có thằng này chụp sang cái ảnh luôn. Uống rượu lại chứ. Chim vãi chứ. Nó chấm nó ngon phết, nó khá ngon lắm. Cứ tớ để lâu rồi sao ấy. Tiết gì? Con gì? Tiết này là tiết đọc.
mẹ ăn nó cứ để lâu nó cứ dai dai ấy. Tiết động nó ra nó ngon nó thơm. Cái gì? 25 ông Trung về anh em làm bữa tất niên nữa. Một cái nữa. Đảo rượu đúng không? Ok, nhưng mà xa quá, gần thì tôi đi, gần thì tôi mang ngay. Đây này còn can này thấy không? Ở nhà còn mấy chục bình nữa cơ. Đẹp trai cái gì, làm sao bằng chồng bà được? Đẹp trai giờ không có tiền thì đẹp trai cái gì? Dương là cả lại vào cả mình à? Ai? Dương Quang Ngọc kìa. Đúng không? Đâu, đây là Ngọc. Ngọc à? Bây giờ cái gì phải có hiu, không có hiu thì đẹp trai giờ có ăn được đâu mà. Bưởi ăn mãi cũng chán. Hai cái bưởi ăn mãi chưa hết cũng không có cả. Bởi ăn mãi chán, tiền tiêu có giờ chán đâu mà. Có tiền, đừng nói ai là có tiền chán. À, mà Minh à? Minh Ulit à? Ulit vào đây nhìn ra. Live stream cho mày 3 người xem kìa. Ừ. Ngủ lên nhanh lên đi về ngủ. Huy lại đông bạn nhỉ? 9 giờ hàng ngày à? Lên kho này. Ở cái trường ở trung tâm nè, tôi cho con tôi học ở trường bà. Trường nào? Không ai nghe, tôi phải đố ấn lắm. Em á? Zalo nhiều à? Zalo nhiều lắm đúng không? Người đâu không biết nè, nói chung toàn là bạn lạ không à? Các bạn lạ không à? Có like chơi mà. Cắm gái á. anh nào uống vậy? Anh vừa rót mà anh uống mà. Anh uống nhiều anh uống mà. Chứ mày không phải soi anh đâu. Anh không như anh Nam đâu. Anh uống nhiều anh uống. Thôi anh dừng lại. Gì à? Mèo lười ai ấy? Bạn không? Cấp 2 Cấp 2 cấp 3. Chị vào đây ăn bưởi hay là uống rượu chị Hoa? Ai đấy? Bưởi không em ơi? Ông ấy làm đào sao mà uống được? Mấy một tuần em xuống đây đâu? Trước một tuần hai tuần xuống đây gặp tôi suốt mà. Năm nay ông già giao cho đào làm rồi, làm sao mà đi uống rượu được? Hải á? Đấy, ba ông ngày hôm nay ngồi đây là trông bưởi này, mẹ mất bỏ mẹ như kiểu trong đào luôn. Bưởi loại mà hôm nay vùng nhiều, không có vùng nhiều đâu, trông bưởi mất hết. Trả lời thắng. Ê, đi bạn. Gặp bạn nhé. Đi bạn. Cảm ơn mày trở vào. Cái gì xem kẹp gì không? Thôi rồi, nó không ra đâu. Kia có con mèo sao nó ngót nó. Không có đâu, nó thấy lạ rồi. Trường à? Ờ Trường ơi, đến đây em ơi. Nào ấy. Trường Unit thì Trường nào? Gọi ước đến đây luôn đi. Nhà ông lấy đâu ra bưởi da vàng thế hả ông? Bưởi diễn. Hả? Bưởi diễn. Má nhậu ra đất này nè. Ôi giời, ra ngoài chết sạch tiết bà. Sao máy ông Huy đẹp thế nhở? Ra ngoài ông Huy bán được được mấy triệu tiền đào lãi. Năm nay không biết thế nào. Anh tiền chân rồi, anh phải cởi quần xuống cho nó đi sự đây. Mỗi năm tôi bán giờ này khoảng gần 50 tấn bưởi rồi đấy.
Nhưng mà năm nay mới được có hơn 2 tấn thôi. Ông bà biết là ế nhào. Anh đang ế trường ạ. À, mày mang bưởi bán, mày bán bưởi da xanh của anh ấy, bưởi da vàng. Lạ mai chim uống rượu 9 giờ thì rồi, phải phê đấy. 9 giờ giống trắng lưu ấy. 9 giờ 9 phút, 9 giây. Đợi 9 giờ khác để anh chào. Mai mai bán cái bưởi em. Em video sau lưng thôi. hai nghìn quả tôi bán trong vòng 2 tiếng hết không ạ? Nhưng mà bưởi này tôi không bán được, tôi bán hàng miền Nam thôi. Bưởi diễn không? Bưởi ngoài này thì ông cứ bóp lên mấy cái trang hoa quả ấy, nhà ông có vườn thì ông bán dễ, tại vì ông là chủ vườn. Che cái rượu đi, ai biết là uống rượu, tưởng uống giấy ăn. Mắt mày ăn cổ đi, không ăn cổ đâu. Mày ăn được cổ đâu? Được. Ờ ăn đi. Anh ngoài ngoài cái khâu câu cái đầu ăn hết. Nhà anh không ăn đầu được. Anh không ăn cổ. Đầu gà ăn được. Đầu vịt không ăn được. Anh không ăn cổ. Thì mày ăn hết đi, còn đây chảy ăn được cái gì cả. Anh em nào buồn uống rượu qua đây nhá. 182 lượt cân, đúng không? 182 lượt cân. 182 lượt cân. Anh em gì vậy? Trần Thái tối nhậu ấm giữ. Lạnh lắm em ơi. Lạnh à? Em mặc áo phao không à? Cho là ấm huyện, cho là cảm giác như là. Năm người Facebook mình ai xem nhỉ? Đánh dấu số 1 cái để biết mời rượu nhỉ? Cô cùng nào trò lên lắm. Không được theo rồi. Mà Ngọc có lên gì đây? À? Ngọc đâu? Ngọc với kìa. Nhìn con mèo nhà bà bó tay luôn. Ngọc Tùng á? Ăn khỏe, đéo thấy kêu gì cả. Đâu giờ có Ngọc đâu. À Hiếu cu tè kìa. Uống đi, nhưng mà chúng mình uống anh thì dìa thôi, uống đi. Ừ. Ôi trèo nào kệ đó, có chuột nó phải trèo nghịch mèo. À. Được mỗi cái ngoan là rốt 2 ngày thả ra là không ra khỏi cửa thôi. Không đi đâu cả, ngoài trong kho thôi. Ngoan đấy. Ngoan giống hết thằng Tùng. Ngoan giống hết Tùng Dô luôn đấy. Mèo tuyển đấy, mèo thích đấy, nhưng mà nó không kêu. Con này thịt hơi mỡ. Em dẫm chân vào để cho nó kêu, nó cũng chả kêu. Nó đang trèo kìa, nó đang nghịch đây này. Thấy nó chưa? Quay ra đi. Ủa này. Quay đi. Cô này có thịt chó quên không mang về trong Huy ăn. Quên mất. Bộn. Nhiều vãi. Anh bảo thịt chó không, anh dẫn mày ăn thịt chó. Bảo cho nó ăn thịt chó đâu. Có à. Đấy có cái chó này. Đâu? Xin hồn. Thế mà lại có mà. Có. Tôi có thịt chó đâu mà bà bảo à, tôi có ăn thịt mèo đâu, bảo thịt. Nhà có ăn thịt mèo đâu. Không? Chó rồi em còn không ăn là sao em ăn thịt mèo? Ăn mà dẫn mày đi ăn. Có hàng thịt chó thích cho dẫn mày đi ăn. Mày cứ ăn mời cho anh ngồi nhìn ra được. Lươn. Thịt chó mua cho mày mới lạ mày ăn. Mèo, chuột là không ăn. Cảm ơn cậu, nhà đây á. Thoải mái mà mày mua mày ăn, tao mua mày ăn thì không nên đến đây đâu. Nhà anh có phải trong kia đâu mà sợ. Ủa kia là không mua thịt chó về nhà được à? Ừ. Nhà bên cạnh là nhà bé, nhà nhỏ, nhà to ăn được. Nhà bé, nhà cái vườn về đã không mang được. Còn cái nhà đang xây rồi mang được.